Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với phóng viên Thúy Trang bên lề hành lang Quốc hội để có thêm góc nhìn về những nội dung thảo luận sáng nay. Xin mời phóng viên Thúy Trang ạ. Vâng, xin chào chị Thu Huyền, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay tại hội trường thì các đại biểu cũng đã chia sẻ rất thẳng thắn về câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công làm sao đúng mục tiêu, đúng mục đích và tránh trục lợi, để đây là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Và khi mà nhắc đến động lực tăng trưởng của nền kinh tế thì không thể không kể đến câu chuyện tăng năng suất lao động là yếu tố cốt lõi để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Và câu chuyện này thì cũng không thể không kể đến vai trò của các cơ sở giáo dục và trong cái việc là đào tạo nguồn nhân lực. Và ngay bây giờ bên cạnh tôi là đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cũng là một trong những người đang công tác tại Đại học Đà Lạt, để có thể thông tin tới quý vị về câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực trong vấn đề hiện nay ạ. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn đại biểu đã dành thời gian với truyền hình Quốc hội ạ. Và câu hỏi đầu tiên xin hỏi đại biểu đó là câu chuyện về tăng năng suất lao động. Hiện nay đây là một trong 3 chỉ tiêu trong 5 chỉ tiêu mà không đạt mục tiêu, và đây là năm thứ 3 liên tiếp cái chỉ tiêu này đã không thể cán đích rồi. Vậy thì theo đại biểu, cái nguyên nhân chính là vì sao, và câu chuyện chúng ta đang đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các ngành kinh tế mới đang có cái vấn đề khó khăn gì ạ, thưa đại biểu ạ? Vâng, xin cảm ơn Phương Tiên. Phải nói là qua cái báo cáo kinh tế xã hội do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày từ đầu ngày đầu của kỳ họp Quốc hội lần này, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng cái chỉ tiêu tăng năng suất lao động không đạt chỉ tiêu, và đây là lần năm thứ 3 liên tiếp đạt không đạt. Và tôi cũng cung cấp thêm một cái thông tin là đồng hành với cái chỉ tiêu tăng năng suất lao động, đó là cái chỉ tiêu tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, đó là những người đã có văn bằng chứng chỉ được đào tạo với trong cái khoảng thời gian là 3 tháng trở lên. Cái chỉ tiêu này của năm 2023 là 27,1%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với quý 2 năm 2023 và tăng 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có nghĩa là có gần 38 triệu lao động của Việt Nam chưa được qua đào tạo. Thì chúng ta có thể thấy rằng không thể tăng năng suất lao động khi mà cái tỷ lệ mà người lao động chưa qua đào tạo nó còn cao như vậy. Thì về mặt nguyên nhân thì tôi có thể điểm ra một vài cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là do cái xuất phát điểm của nền kinh tế của chúng ta là cũng còn thấp. Cái nguồn nhân lực thì chủ yếu là hoạt động trong cái lĩnh vực nông nghiệp, và khi mà chuyển dịch cơ cấu lao động thì chưa chuyển dịch theo chiều rộng chứ chưa theo chiều sâu. Nhân lực làm việc trong các cái ngành công nghiệp chủ yếu là nhân lực chuyển dịch từ cái ngành nông nghiệp sang, và điều đó, và các cái ngành doanh nghiệp của chúng ta thì sử dụng cái thâm dụng lao động là nhiều, và trình độ ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp của chúng ta là không được cao. Theo một cái thông tin điều tra cho thấy thì các cái thiết bị máy móc mà các cái doanh nghiệp chúng ta đang ứng dụng đã lạc hậu 2 hoặc là 3 đời so với thế giới, cũng như là có khoảng 75% và các thiết bị đã được nhập từ những cái công nghệ lạc hậu từ thế kỷ trước, và khoảng 50% là công nghệ cho tân trang trở lại. Ở đây tôi muốn nói là cái hàm lượng khoa học, cái hàm lượng tri thức trong các cái sản xuất công nghiệp của chúng ta nó đang vẫn còn rất là thấp. Thì điều đấy, và các cái doanh nghiệp mà ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo cái công nghiệp sau cái định hướng mới của chúng ta vẫn chưa có được cao. Vì vậy đó là một trong những cái nguyên nhân mà có dẫn đến cái là cái tốc độ tăng năng suất lao động của chúng ta chưa đạt được cái chỉ tiêu đặt ra. Một cái vấn đề cũng rất quan trọng, đó là cái công tác dự báo tình hình lao động của trong đất nước của chúng ta vẫn chưa được triển khai một cách quyết liệt, và vì vậy nó cũng còn dự báo chưa sát với thực tế và cũng chưa là đảm bảo được cái tình hình phát triển của đất nước. Và đến về trả lời cái câu thứ hai thì để mà phát triển cái ngành nhân lực chất lượng cao trong thời gian tiếp theo thì tôi thấy chính phủ đã có những cái định hướng rất là đúng đắn. Qua theo dõi tại nghị trường thì chúng ta cũng nhận thấy là chính phủ đã đặt mục tiêu phát triển từ 200 đến 300 ngàn nhân lực ngành bán dẫn từ nay cho đến năm 2030, và sau cái việc ký kết hợp tác chiến lược với Hoa Kỳ thì tôi nhận thấy phát triển công nghệ bán dẫn là một cái định hướng rất là đúng đắn trong tương lai. Tuy nhiên, để làm sao phát triển được cái đội ngũ nhân lực mà có số lượng cao và chất lượng cũng cao như vậy thì được vấn đề thách thức đặt ra rất là lớn. Thì tôi cũng rất hoan nghênh Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức một cái hội thảo để làm sao phát triển ngành công nghiệp nhân lực cho công nghiệp bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng, và tại cái hội nghị này đã đưa ra những cái giải pháp rất là tốt để phát
phát triển ngành công nghệ bán dẫn của chúng ta, ví dụ như là hợp tác với Intel, ví dụ như là đặt hàng cho các trường đại học để đào tạo cái đội ngũ này. Đại biểu cũng đã chia sẻ một số những cái giải pháp có thể nói là bắt tay với những ông lớn để làm sao chúng ta có thể có được nguồn nhân lực chất lượng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì tôi cũng thấy được rằng là đại biểu rất là trăn trở với câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực, và cụ thể ở đây là cho ngành khoa học cơ bản ở Việt Nam ạ. Và không biết là với cái ngành khoa học cơ bản ở Việt Nam thì đại biểu vì sao lại có cái trăn trở này ạ? Và cái câu chuyện chúng ta nhân lực của thế hệ cũ đang làm cản trở cái quá trình phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì theo đại biểu có hay không cái vấn đề rào cản này ạ? Vâng, thì như tôi đã nói thì khoa học công nghệ là một cái mấu chốt quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tuy nhiên để phát triển khoa học công nghệ thì khoa học cơ bản lại là một cái nền tảng xương sống. Chúng ta không thể phát triển công nghệ bán dẫn, chúng ta không thể phát triển công nghệ vật liệu, trí tuệ nhân tạo mà thiếu các cái ngành lĩnh vực cơ bản, khoa học cơ bản như là vật lý, toán học, hóa học, công nghệ vật liệu, vân vân, công nghệ khoa học trái đất, vân vân. Tuy nhiên theo qua thống kê của Bộ Giáo dục đào tạo thì cái công tác tuyển sinh ngành khoa học cơ bản ở trong những năm gần đây rất là thấp. Tôi đơn cử có những cái ngành thì chỉ tuyển sinh được 5 đến 10 sinh viên trong một năm, và vì cái vấn đề như vậy thì làm cho cái điểm tuyển sinh đầu vào cũng rất là thấp, thì chúng ta không thể nào có một cái nguồn nhân lực chất lượng cao với cái điểm tuyển sinh nó thấp như vậy được. Vì vậy tôi nghĩ là cũng cần có cái sự đầu tư, một cái cơ chế đặc thù để đầu tư cho phát triển ngành khoa học cơ bản. Mà tôi có thể đề xuất một cái ý là trước đây khi mà chúng ta rất là trăn trở là cái đào tạo giáo viên ấy, thì trong những năm trước thì không có được quan tâm đúng mức, thì cái điểm đầu vào của ngành sư phạm cũng rất là thấp. Tuy nhiên kể từ khi có cái nghị định 116 ra đời hỗ trợ học phí cũng như là sinh hoạt phí cho sinh viên ngành sư phạm thì cái điểm mà tuyển sinh vào ngành sư phạm chúng ta thấy nó tăng lên rất là rõ rệt. Điển hình như là cái năm 2023 vừa rồi thì tuyển sinh ngành sư phạm có những cái nơi đã đạt tới 29 điểm. Vì vậy tôi cũng có một cái suy nghĩ là có nên chăng chúng ta có một cái cơ chế đặc thù cho khoa học cơ bản, cũng đào tạo sinh viên khoa học cơ bản cũng giống như là cái cơ chế đặc thù cho sinh viên sư phạm, để cho khuyến khích nhiều sinh viên hơn tham gia vào được học tập trong cái lĩnh vực khoa học cơ bản để làm nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ của nước nhà trong tương lai. Vâng, cảm ơn đại biểu Trịnh Thị Tú Anh ạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của đại biểu Trịnh Thị Tú Anh xung quanh câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực, bài toán phát triển nhân lực chất lượng cao trong những ngành kinh tế mới, những ngành công nghiệp mới. Và bây giờ xin được quay trở lại trường quay với MC Thanh Huyền.